rung hết rần cả đầu luôn nha anh em. Đó, thấy không? Rất là nhẹ luôn, làm cái bảo hành cho anh em luôn nha. Cho thử anh. Thử xíu đi. Anh này em thích nồi nhẹ, êm ái. Nhận là có liền, không có la, không có chờ gì đó. Cái này em cứ gắn nồi đồ chơi rồi mà không thích anh mới gỡ ra lấy nồi zin làm lên. Nghe nhu cầu điện thoại mình nha. Đây, kia anh em đã xem cái clip nha. Đó, làm mấy chiếc nữa, chưa xong. Coi không? Đã không? Có nồi có lọc gió là nhẹ lắm. Với ECU nữa. Xe này xài ECU gas leo nha anh em. Này có chỉnh map. Gắn ở trên đầu đèn luôn á, dòng stand alone đó. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Hết cái Vario Talamoy. Xe này gắn ECU rồi. Nhưng mà chưa làm nồi nha anh em. Cái này có gắn ECU gas leo rồi nhưng mà chưa có làm nồi. Bây giờ mình làm nồi xong rồi mình test cho anh em xem sự khác biệt nha. 236, zin nó khoảng 126, 127. Đây mình test cái nồi Vario sau khi mình làm xong nha anh em. Cái nồi zin thì nó lên không có hết. Cái nồi mình làm xong rồi. Cái bố là to. Chuồng. Mình thay lọc gió đầu trời á, nó giúp cái lượng gió nó vô nhiều hơn. Cái xe mình nó nhẹ hơn á. Không có zin thì nó không có đủ gió để chạy, cho dù mới nữa. Này nó bằng giấy á, cái lượng gió nó vô ít thôi. Xe mình nó không có nhẹ đâu. Mình làm xong rồi mình test qua clip cho anh em xem nha. Hai xe đỏ rồi. 3 chiếc rồi. Sáng giờ là đi hết 7 chiếc rồi đó. Test cái Vario cho 50 sau khi làm nồi xong nha anh em. Zin nó 120 mấy nè. Lên 160 luôn. Đây có ECU với lọc gió. ECU lọc gió với quân đội nha em.